Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời quý vị tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hồ Yêu Loạn Thế của tác giả Khát Chí. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ nhấp like, chia sẻ video và đừng quên comment những nhận xét của quý vị sau mỗi video. Đặc biệt, hãy donate cho kênh để kênh có thêm kinh phí xây dựng, duy trì và để Khánh Duy có thêm động lực ra được nhiều video hơn gửi tới quý vị. Và không để mất thời gian của quý vị, chúng ta tiếp tục vào câu chuyện của ngày hôm nay, Hồ Yêu Loạn Thế. Mời quý vị lắng nghe. Mấy ngày nay, Trương Động sớm đã lửa giận đầy bụng, không có chỗ phát tiết. Lúc này đây, một roi cất súng lưng tên đội trưởng làm cho hắn thoải mái hơn rất nhiều. Nhịn không được, hung hăng quất thêm một roi nữa. Trương Động nghĩ đến mãnh tướng Trương Phi thời Tam Quốc, những lúc rỗi rãi rất thích đem binh sĩ trói vào cột, sau đó hung hăng quất roi. Hóa ra Trương Phi cũng là vì hỏa khí quá mạnh muốn phát tiết trên người đám binh sĩ. Trương Động không phải là Trương Phi, hắn dẫn quân chinh chiến lâu năm như vậy, hiểu rất rõ một khi đám binh sĩ ly tâm, hắn sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Thu lại roi ngựa, Trương Động nhìn xuống tên đội trưởng đang quỳ trên mặt đất mà quát: "Người dẫn quân không tốt, hy sinh vài trăm huynh đệ, lấy quân pháp luận tội, đáng phải chém đầu. Bản tướng quân niệm tình ngươi trung tâm, can đảm, hơn nữa chính trực, tận tụy hết mình. Hôm nay trọng tội mà chỉ phạt nhẹ, đánh ngươi hai roi làm cảnh cáo, ngươi phục hay không phục?" Tên đội trưởng sớm đã toàn thân vô lực, ngay cả giọng nói cũng biến đổi, yếu ớt đáp: "Thuộc hạ cam chịu xử phạt." Trương Động phất tay, lập tức hai tên binh sĩ đi lên dìu đỡ tên đội trưởng đi xuống. Trương Động lại trầm giọng hỏi: "Quân sư, chúng ta đi vào rừng hay không đây?" Vẫn một mực lạnh lùng theo dõi nãy giờ, Lãnh Vô Tâm thong thả nói: "Khu rừng đó chắc chắn là phải vào, chỉ có điều đại quân sẽ không đồng loạt xông vào." Trương Động ngạc nhiên nói: "Vì sao không thể đồng thời xông vào rừng?" Lãnh Vô Tâm chỉ vào đám người dày đặc phía trước và phía sau nói: "Chúng ta nhiều người như vậy chen chúc lại một chỗ, vạn nhất đối phương phóng hỏa đốt rừng, chúng ta phải làm sao đây?" Trương Động trầm tư một lát, gật đầu nói: "Quân sư nói rất đúng, vậy theo ý của quân sư, chúng ta nên làm như thế nào thì tốt đây?" Lãnh Vô Tâm lại cười nói: "Xếp thành hình trận chữ nhất, đem phạm vi tìm kiếm mở rộng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, giữa các binh sĩ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa, vạn nhất đối phương phóng hỏa đốt rừng, tối đa cũng chỉ tổn thất một số ít binh sĩ ở khu vực đám cháy mà thôi." Trương Động gật đầu khen kế hay, lập tức mệnh lệnh cho đám binh sĩ y như theo lời của Lãnh Vô Tâm, xếp thành trận hình chữ nhất, mỗi hàng 300 người, cẩn thận tìm tòi, chậm chậm tiến về phía rừng. Tiến vào rừng hồi lâu, đám người Trương Động một đường thuận lợi, không bị ngăn trở. Trong lòng Trương Động cũng thoáng buông lỏng, sau đó cười lớn nói: "Kế sách của quân sư không ngờ hay vậy, ta thấy Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi." "Thật vậy sao?" Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng rành rọt truyền vào tai mỗi người. Giọng nói này vô cùng lạnh, lạnh đến nỗi khiến cho người ta có cảm giác chủ nhân của giọng nói này cũng giống như một loài động vật máu lạnh vậy. Trương Động và Lãnh Vô Tâm cùng với mấy tên võ lâm cao thủ luôn theo sau Trương Động, đồng thời dùng mình, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trên một trạc cây cách mặt đất không cao, một thiếu niên quần áo màu đen đang đứng đó, khuôn mặt tuấn mỹ, dáng người cao thẳng, trong tay cầm một thanh cương đao, hai mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Mái tóc đen dài theo gió khẽ lay động, quang cảnh này khiến cho người ta rung động nhưng lại có thêm vài phần quỷ dị, nói không lên lời. Cũng không biết là kẻ nào đột nhiên hét lớn một câu: "Phương Tử Vũ!" Đám binh sĩ ngay lập tức náo loạn cả lên. Trương Động quát tháo không ngừng, mà Lãnh Vô Tâm thì một mực cẩn thận đánh giá Phương Tử Vũ này. Thiếu niên này cũng nổi danh với Từ Ngạo Thiên, tuổi khoảng 17-18, vừa xuất đạo đã danh chấn thiên hạ. Suốt đường hành quân làm cho bọn họ ăn nhiều đau khổ. Ánh mắt của Phương Tử Vũ cũng chỉ chăm chú nhìn Lãnh Vô Tâm,
ánh mắt lạnh lẽo, không mang theo bất kỳ một tí tình cảm nào khác đó, để cho Lãnh Vô Tâm cảm thấy bản thân giống như một con ếch đang bị một đầu rắn độc nhìn chằm chằm. Ở trước mặt Phương Tử Vũ, hắn hiện ra nhỏ bé, vô lực như vậy sao? Lãnh Vô Tâm không khỏi lắc đầu cười khổ. Phương Tử Vũ chăm chú nhìn Lãnh Vô Tâm một hồi, sau đó mới đem ánh mắt chuyển lên trên người Trương Động. Trong mắt nó chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, một cỗ sát khí từ trong rừng xông thẳng lên trời, dọa cho đám chim chóc xung quanh hoảng sợ bay tứ tán. Trương Động đang chỉ huy binh sĩ, cảm nhận áp lực từ phía trước đè ép lên người mình, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Phương Tử Vũ nhảy lên bay xuống, khí thế phát ra từ thanh cương đao trong tay nó đã quấn chặt lấy hắn. Trương Động hoảng sợ muốn lùi lại vài bước, nhưng quên mất rằng hắn đang ngồi trên lưng ngựa, nhảy về phía sau một cái rồi thuận theo mông ngựa ngã xuống đất. Chính cú ngã này đã cứu hắn một mạng. Đao khí của Phương Tử Vũ xuyên qua đem chiến mã của Trương Động chém thành hai nửa. Lúc này bốn cái thân ảnh từ sau lưng Trương Động phóng ra xông về phía Phương Tử Vũ. Bốn người này chính là bốn cao thủ võ lâm được Trương Động dùng vàng mời đến. Bọn họ vẫn một mực tránh trong doanh trại không ra mặt, nhưng một khi Trương Động gặp nạn, bọn họ sẽ không thờ ơ đứng nhìn. Vạn nhất Trương Động xảy ra chuyện gì, vàng của bọn họ cũng sẽ mất hết. Phương Tử Vũ hừ lạnh một tiếng, nắm chặt bả cương đao trong tay, quét ngang về phía trước. Đao khí mênh mông từ trên đao bắn ra, phát ra tiếng rít ghê người. Rừng rậm sóng khí nổi lên cuồn cuộn như phong ba báo táp, cỏ dại đá vụn bắn ra khắp nơi, bùn đất bị lốc lên từng mảng lớn. Một đao khủng bố này khiến cho bốn vị cao thủ đương trường biến sắc. Bốn người đồng thời sử xuất ra bản lĩnh sở trường, khó khăn lắm mới tránh thoát đao khí cùng Phương Tử Vũ chiến thành từng vòng. Một tên đạo sĩ trong đó đâm về phía Phương Tử Vũ một kiếm, kiếm khí vàng nhạt xuyên qua trường kiếm bắn ra. Phương Tử Vũ sử dụng lăng hư bộ, khó khăn lắm mới tránh thoát được, nhưng trong lòng kinh hãi, tên đạo sĩ này cũng là một tu chân giả. Tiếng đao kiếm va chạm vang lên không dứt bên tai, đám binh sĩ ở bên cạnh chen vào không được, chỉ có thể ở bên cạnh đứng xem, hò hét trợ uy cho bốn vị cao thủ. Tứ đại cao thủ và Phương Tử Vũ đem toàn bộ sức lực giao đấu, không một ai bảo lưu, đều thi triển ra võ công lợi hại nhất trong đời mình. Từng hàng cây lớn trong đao khí, kiếm khí ầm ầm đổ xuống, không ít binh sĩ đứng xem bị đao khí hoặc kiếm khí khẽ quét qua, ngay lập tức thân thể nơi đó huyết nhục tứ tán. Phương Tử Vũ tuy không chiếm được thượng phong, nhưng bởi vì kỳ công Long Thần Huyết, bốn người trong sân nhất thời cũng không làm gì được nó. Chiến đấu cứ như vậy giằng co đi xuống. Trương Động và Lãnh Vô Tâm hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Phương Tử Vũ. Bọn họ đều biết nó và Từ Ngạo Thiên đều thuộc hàng võ lâm cao thủ, nhưng không biết lợi hại đến trình độ loại này. Phương Tử Vũ chỉ bằng lực lượng của một người đã có thể chiến đấu ngang tay với bốn vị cao thủ võ lâm. Nếu thêm vào Từ Ngạo Thiên thì sao đây? Lãnh Vô Tâm đột nhiên nhớ ra, Từ Ngạo Thiên cho đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Quay đầu nhìn xung quanh thì thấy toàn bộ binh sĩ đều bị hấp dẫn lại đây, đang tập trung tinh thần theo dõi cuộc chiến trong sân. Những binh sĩ ở phòng ngoài cũng vì cách quá xa nhìn không rõ, hoặc bị người đứng trước che lấp tầm nhìn, liền trèo lên cây mà đứng xem. Lãnh Vô Tâm con mắt xoay chuyển, suy nghĩ cẩn thận vì sao chỉ có một mình Phương Tử Vũ xuất hiện. Ngay lập tức toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội vàng hô to: "Đừng tụ lại, mau tản ra, mau tìm!" Đúng lúc này, vút một tiếng, bốn phía khu vực đột nhiên nổ lên vô số điểm lửa, dưới tác dụng của gió dẫn động rất nhanh biến thành đám lửa lớn, đem đại bộ phận tử quân bao vây trong vòng lửa. Tử quân đại loạn, đám binh sĩ ào ào như chim vỡ tổ, liều mạng chạy ra ngoài khu rừng. Chỉ cần không cẩn thận bị ngã xuống đất, lập tức bị những người phía sau chạy đến tươi sống mà đạp chết. Những tên chạy chậm lập tức bị hỏa thiêu lăn lộn trên mặt đất. Lãnh Vô Tâm há hốc miệng nói không ra lời, việc mà hắn lo sợ nhất đã xảy ra. Trong rừng đột nhiên toát ra vô số bóng người, từng mũi hỏa tiễn được bắn về phía tử quân. Hỏa tiễn không bắn trúng người, rơi xuống cành cây, lá khô, khiến cho đám lửa càng mở rộng. Lãnh Vô Tâm không dám tin tưởng nhìn đám người vừa mới xông ra, chẳng lẽ hắn đã đoán sai rồi ư?
Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ đem quân ẩn nấp trong khu rừng, lại cố ý giết sạch đám binh sĩ dò đường, làm cho hắn, tên quân sư ngu ngốc, luôn tự cho là đúng, trúng kế. Nếu thật sự là như vậy, tâm trí của hai người này cao đến mức khiến cho người ta phải sợ hãi. Suy nghĩ của mình sớm đã bị người ta nhất nhất đoán ra, trận chiến này còn phải đánh nữa hay sao? Lúc này, đám binh sĩ tử quân đã chạy thoát khỏi phạm vi đám cháy, lại lần lượt quay đầu chạy trở lại. Lãnh Vô Tâm cảm thấy vô cùng kỳ lạ, chẳng lẽ bọn chúng lương tâm cắn rứt mà trở lại cứu chủ hay sao? Đáp án rất nhanh xuất hiện trước mắt hắn. Chỉ thấy phía sau xuất hiện một đám người đông đúc, dẫn đầu chính là Từ Ngạo Thiên. Tại sao Từ Ngạo Thiên lại từ phía sau chạy đến? Chẳng lẽ... Lãnh Vô Tâm con mắt một lần nữa xoay tròn, đã hoàn toàn hiểu rõ mưu kế của hai người này, không khỏi lắc đầu cười khổ. Đây hoàn toàn là kế trong kế. Lãnh Vô Tâm thua thật tâm phục khẩu phục. Cuộc chiến trong rừng rậm, Từ Ngạo Thiên với hơn 2.500 quân tiêu diệt hoàn toàn hơn 5.000 quân của Trương Động. Trương Động dẫn theo tổng cộng 1.000 quân, đến cuối cùng còn có thể sống sót trở về, ngoại trừ 2.500 quân bảo vệ Lương Thảo, chỉ còn có hơn 1.000 người. Một trận chiến này khiến cả thiên hạ chấn động. Lấy số lượng 2.000 người đánh bại đại quân 1.000.000 người của Từ Viên Lãng. Danh tiếng Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ một lần nữa được đưa lên đỉnh cao. Đặc biệt là một tràng chiến thuật tâm lý càng được đánh giá là trận chiến đỉnh phong. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ thật sự đã ẩn lấp trong rừng rậm ư? Bọn họ vì sao lại phải tiêu diệt hoàn toàn tiểu đội tiến vào rừng rậm dò đường? Chẳng lẽ không sợ đà thảo kinh xà sao? Lãnh Vô Tâm đã thấy rõ ràng trong rừng rậm có mai phục, vì sao còn quyết định chọn hướng rừng rậm? Phương Tử Vũ vì sao dám một mình một người đi ra ám sát Trương Động, khiêu chiến tứ đại cao thủ đây? Từ Ngạo Thiên làm cách nào vòng ra được từ sau tử quân? Những câu đố gây rối nhân tâm này, các thế lực lần lượt suy đoán. Trên phố lớn, trong ngõ nhỏ lại càng thần hóa Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Đồn đại rằng chỉ bằng lực lượng của hai người tiêu diệt hoàn toàn 1.000.000 quân của Từ Viên Lãng. Trận chiến này, Trương Động chết ngay tại trận, Lãnh Vô Tâm bị bắt sống. Trong rừng, thi thể vô số, đại bộ phận là bị thiêu sống, cũng chỉ có một ít là bị tên bắn chết ngay đương trường. Theo như lời những binh sĩ chạy thoát trở về kể lại, ngày đó Phương Tử Vũ bằng lực lượng của một người chống lại tứ đại cao thủ, cuối cùng đem 4 vị cao thủ lần lượt mà giết chết, còn đích thân chặt xuống đầu lâu của Trương Động. Mặc dù Phương Tử Vũ cũng bởi vậy mà thụ trọng thương, nhưng không làm giảm đi uy danh của nó. Phải biết rằng 4 tên cao thủ này đều là đại nhân vật trong võ lâm, trong đó tên đạo nhân càng là siêu cấp cao thủ, đã bước vào tiên thiên cảnh giới. Phương Tử Vũ bằng vào sức lực của một người đem 4 người giết chết, có thể tưởng tượng được cảnh giới tu vi của Phương Tử Vũ đã khủng bố đến mức nào rồi. Tin tức được truyền đến Ngọc Hư Cung, trưởng môn lập tức triệu tập chúng trưởng lão một lần nữa tiến hành hội nghị bí mật. Nội dung của hội nghị chẳng một ai biết, từ trong miệng của môn đồ đứng giữ ngoài cửa mà biết được. Trong phòng thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười lớn của mọi người. Bên trong khe núi, phòng hội nghị lâm thời. Nói nó là phòng hội nghị thật ra cũng có chút phóng đại, chỉ là một gian lều cỏ lớn hơn một chút so với các gian khác. Bên trong cũng chỉ có một cái bàn gỗ đơn giản, thêm vài cái ghế gỗ mà thôi. Lãnh Vô Tâm nhắm mắt ngồi trên một cái ghế trong số đó, sắc mặt trắng bệch. Từ Ngạo Thiên ngồi đối diện với Lãnh Vô Tâm, còn Phương Tử Vũ thì dựa vào vách tường gỗ bên cạnh, bộ dạng nhàn nhã. Yên lặng một hồi lâu, Lãnh Vô Tâm mới hé mở con mắt, nhỏ giọng hỏi: "Ta muốn biết, cho dù chúng ta đi con đường nào cũng sẽ thất bại, có phải không?" Từ Ngạo Thiên gật đầu đáp: "Đúng, tôi và Tử Vũ phân biệt mai phục ở 2 con đường. Nếu các vị đi đường lớn, tôi sẽ trên vách núi chặn đánh, còn Tử Vũ sẽ từ trong rừng đi vòng ra phía sau các vị, cùng tôi phối hợp trước sau giáp kích." Lãnh Vô Tâm cười khổ nói: "Quả nhiên là tương kế trong kế, nghĩ không ra à. Lãnh Vô Tâm ta một đời tính kế vô số, kết quả vẫn bại trong mưu kế của các ngươi." Ngừng lại một lát, Lãnh Vô Tâm lại hỏi: "Nếu lúc đó chúng ta đi vào trong đoạn Long Cốc thì sao?" Từ Ngạo Thiên mỉm cười đáp:
các vị sẽ không đi con đường đó. Lãnh Vô Tâm ngạc nhiên nói, tại sao? Nếu trước khi ngài đến được đoạn Long Cốc đã hao tổn một ít nhân thủ, sau đó lại nhìn thấy địa hình của đoạn Long Cốc, ngài còn có thể đi tới đó sao? Lãnh Vô Tâm dường như đã sớm biết kết quả này, bình tĩnh hỏi, quả là sẽ không vào, các ngươi có thể mai phục ở bên ngoài đoạn Long Cốc, chẳng lẽ lại không biết lợi dụng địa hình nơi đó tiến hành mai phục sao? Từ Ngạo Thiên cười nói, quả thật là như vậy, cho nên chúng tôi ở đoạn Long Cốc căn bản là không dành nhiều công phu, chỉ có ở bên ngoài cốc xếp đặt một ít cạm bẫy, chỉ cần làm cho các vị tổn thất một ít nhân thủ, các vị nhất định sẽ không tiếp tục vào trong cốc. Lãnh Vô Tâm lắc đầu cười khổ nói, hay cho một kế công tâm, Lãnh Vô Tâm ta thua tâm phục khẩu phục à, ta có thể hỏi thêm một vấn đề nữa không? Từ Ngạo Thiên gật đầu ngầm đồng ý. Lãnh Vô Tâm lại hỏi, các ngươi vì sao không giết ta tại trận mà lại bắt sống ta? Từ Ngạo Thiên cười nói, bởi vì chúng tôi muốn mời ngài làm quân sư cho chúng tôi. Lãnh Vô Tâm hừ lạnh một tiếng nói, quả nhiên là như thế, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ phản chủ gia nhập với các ngươi? Từ Ngạo Thiên nhún vai nói, tôi không khẳng định cho nên mới bắt tiên sinh đến đây, muốn đích thân hỏi xem tiên sinh sắp tới có tính toán gì không. Lãnh Vô Tâm ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà than thở, bại tướng không còn gì để nói, huống hồ Từ Công đối với ta có ơn chi ngộ, Vô Tâm không dám mang trên mình cái tiếng bất trung. Từ Ngạo Thiên không hề nổi giận, trầm giọng nói, Lãnh tiên sinh ở trong quân Tử Viên Lãng không được trọng dụng, không bằng gia nhập với chúng tôi, nhất định bái tiên sinh làm tam quân tổng quân sư. Lãnh Vô Tâm lắc đầu im lặng. Từ Ngạo Thiên cắn răng dứt khoát quỳ xuống trước mặt Lãnh Vô Tâm. Phương Tử Vũ trong mắt lộ ra hàn ý, nhưng trên mặt vẫn thờ ơ lãnh đạm. Lãnh Vô Tâm sắc mặt đại biến, vội vàng hô lên, Từ tướng quân, ngài làm gì vậy? Vừa dứt lời, vội vàng đứng dậy muốn đỡ Từ Ngạo Thiên đứng lên. Từ Ngạo Thiên dồn khí vào hai đầu gối, Lãnh Vô Tâm kéo nó không nổi. Từ Ngạo Thiên trầm giọng nói, Lãnh tiên sinh, Ngạo Thiên là vì thiên hạ bá tánh mà cầu khẩn Lãnh tiên sinh. Lãnh Vô Tâm sửng sốt nói, ngài... Từ Ngạo Thiên tiếp tục nói, hôm nay thiên hạ đại loạn, khói lửa nổi lên khắp nơi, Từ Ngạo Thiên ta không mang chí lớn, nhưng vì bách tính cũng chỉ đành bắt buộc phải ra mặt. Ta từ trước đến nay không có ý chí tranh bá, chỉ vì dân chúng đáng thương mới ở nơi này dựng sơn trại, vì mong muốn để cho dân chúng có một nơi an thân lánh nạn, hy vọng sau này có thể đánh chiếm được một vùng đất hòa bình cho dân chúng an cư lạc nghiệp là ta đã thỏa mãn rồi. Đợi minh chủ xuất thế, Ngạo Thiên lập tức chuyển giao thế lực trong tay cho minh chủ rồi rút lui. Nhưng bây giờ minh chủ còn chưa xuất thế mà sân trại đã đi đến bước đường cùng, Ngạo Thiên người đơn lực bạc không cách nào gánh vác nổi trọng trách to lớn này. Vì vậy khẩn cầu tiên sinh, vì dân vì chúng đáng thương trong thiên hạ, có thể đến đây tương trợ. Phương Tử Vũ ở một bên khe khẽ thở dài, xoay người rời khỏi lều. Lãnh Vô Tâm sửng sốt một hồi mới khẽ nói, ngài tranh bá chỉ vì bách tính thôi sao? Từ Ngạo Thiên gật mạnh đầu nói, tiên sinh chắc đã sớm biết đến sơn trại của chúng tôi không đủ lương thảo từ lâu rồi. Thấy Lãnh Vô Tâm khẽ gật đầu, Từ Ngạo Thiên lại nói, sự thật đúng là như vậy, sơn trại quân số tuy ít nhưng dân chúng nhân số lại quá nhiều, hơn nữa mỗi ngày đều có dân chúng đến đây xin lánh nạn. Ngạo Thiên không nỡ để bách tính chịu khổ cho nên nhất dung nạp, bởi vậy vấn đề lương thảo càng lúc càng căng thẳng, chúng tôi chỉ có thể mưu toan đánh cướp thành trì. Lãnh Vô Tâm ngửa đầu thở dài nói, quả thật trong tình huống bản thân còn không có ăn mà còn có thể thông cảm hiểu cho nỗi khổ của bách tính, Từ tướng quân quả là người nhân nghĩa. Từ Ngạo Thiên cũng là người thông minh, nghe xong vui mừng nói, tiên sinh đồng ý rồi ư? Lãnh Vô Tâm lắc đầu cười khổ nói, để ta suy nghĩ thêm đã. Lãnh Vô Tâm tuy không biểu lộ rõ ràng ngay tại chỗ, nhưng từ trong lời nói có thể nghe ra được có rất lớn cơ hội. Từ Ngạo Thiên tức thì không có tiếp tục bức ép, chỉ cùng Lãnh Vô Tâm thảo luận một chút thiên hạ hình thế. Vài ngày sau, một số dân chúng chạy đến xin lãnh nạn, mang theo tin tức khiến cho Lãnh Vô Tâm đau lòng đến thổ huyết. Từ Viên Lãng không biết từ nơi nào nghe nói lần này thua trận là bởi vì Lãnh Vô Tâm âm thầm cấu kết với Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, đem đại quân dẫn vào tử lộ mới dẫn đến kết quả thua trận.
mà hiện tại Lãnh Vô Tâm vẫn bình yên sống trong khe núi, càng thêm chứng thật cho tin đồn là chính xác. Từ Viên Lãng đương trường nổi giận lôi đình, ngày đó đem người nhà của Lãnh Vô Tâm bao gồm cha mẹ, vợ con, nô bộc, tổng cộng hơn 60 người chém chết không trừ một ai. Lãnh Vô Tâm sau khi nghe xong tin này, đương trường phun ra một ngụm máu lớn, lập tức hôn mê ngã xuống đất. Đến khi tỉnh lại, đau đớn khóc ròng, Từ Ngạo Thiên bởi vậy mà cũng tự trách, áy náy không thôi. Ngày thứ hai, liền có tin tức truyền ra, Lãnh Vô Tâm chính thức quy hàng thế lực Từ Ngạo Thiên, được phong làm tổng quân sư. Nơi khe núi, từ khi được Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ khai trại đến nay vẫn luôn là tiêu điểm chú ý của các phe thế lực. Những ngày này, Bồ Câu đưa tin bay ngập trời, các phương thế lực một lần nữa rung động cả lên. Nguyên lai, Từ Ngạo Thiên dốc toàn bộ nhân mã bách tính trong khe núi, tổng cộng gần 2 vạn người, trùng trùng điệp điệp hướng về Đông Hải Thành mà đi tới. Mọi người đều biết rằng, cho dù không phải là những thành kiên cố như Lạc Dương, Trường An, nhưng nếu muốn đánh chiếm một tòa thành trì bình thường, công thành nhân số phải gấp đôi số thủ thành, tốt nhất là gấp 3-4 lần trở lên. Đông Hải hiện tại có 3.000 quân thủ thành, thêm vào đám quân Trương Động bại trận trở về, tổng cộng có khoảng 6.000 quân. Còn bên phe Từ Ngạo Thiên, trừ dân chúng bình thường ra, binh sĩ chỉ có 3.000 người. Lấy số lượng chỉ bằng một nửa quân số thủ thành mà đi công tòa thành này, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đông Hải so ra mặc dù kém Lạc Dương, Trường An, nhưng có thể dưng danh thiên hạ thì nó cũng có ưu điểm của nó. Tòa cổ thành này trải qua vô số thế hệ không ngừng củng cố, hôm nay cũng có thể gọi là một tòa thành vững chắc. Cho dù thủ thành quân chỉ còn 1.000 cũng tuyệt đối có thể ngăn cản được 3.000 quân của Từ Ngạo Thiên, trừ khi Từ Ngạo Thiên có thể đem người già, phụ nữ, trẻ em toàn bộ xông lên chiến đấu. Chỉ có điều, nếu là như vậy, Từ Ngạo Thiên lập tức sẽ đánh mất lòng tin của dân chúng. Nhưng từ hành động buông bỏ sơn trại, huy động toàn bộ lực lượng của Từ Ngạo Thiên mà nhìn ra được, nó ôm ấp quyết tâm tất thắng, hoặc giả mang theo thái độ không thành công thì cũng thành nhân. Các thế lực sau khi thu được tin tức đều đem ánh mắt dồn về Đông Hải. Trận chiến này, mặc kệ là thắng hay thua, đều sẽ được truyền đến ngàn đời sau. Từ Ngạo Thiên dẫn đầu đi ở phía trên cùng, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn đại đội, không nhìn thấy cuối ở sau lưng. Tất cả nhân mã, ngoại trừ vận chuyển lương thảo, vật dụng còn lại đều được giao cho dân chúng đi lại, vận chuyển hàng hóa. Còn đám binh sĩ, bao gồm Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, trong đó đều đi bộ về phía Đông Hải. Binh sĩ phía sau, vũ khí trong tay không đồng nhất, trong đó có rất nhiều cái đã hư hỏng. Những binh khí này, đại bộ phận là đoạt được từ Tùy Quân và Trương Động Quân. Thêm vào đó, trang phục của binh sĩ cũng không thống nhất, loại y phục nào cũng có. Thậm chí một số ít binh lính trên người còn mặc quần áo rách nát đến không chịu nổi, vừa nhìn đã biết là nông dân khởi nghĩa, một đám ô hợp. Từ Ngạo Thiên không khỏi lắc đầu cười khổ. Cả đại đội hỗn loạn thành một đoàn, không một người nào quần áo đẹp đẽ hơn một chút, tất cả đều là rách nát hoặc chỉ là mảnh vải quấn thân. Toàn quân duy có lá cờ được treo trên cao, đang theo gió tung bay kia còn được coi là dễ nhìn một chút. Lá cờ hình chữ nhật, nền đen ở giữa thêu một chữ thiên bằng chỉ vàng, nó do Lãnh Vô Tâm thiết kế. Hình chữ nhật nền đen đại biểu cho Phương Tử Vũ, còn chữ thiên là chữ là chỉ Từ Ngạo Thiên, cũng là ám chỉ thiên hạ bách tính. Đối với lá cờ xấu xí này, Phương Tử Vũ chẳng thèm nói một câu, còn Từ Ngạo Thiên và Lý Phong thì khen ngợi hồi lâu. Tài liệu làm cờ trực tiếp lấy từ lá cờ của Trương Động, may mắn là trong cốc đa số là dân chúng, trong đó không thiếu các cô gái khâu vá khéo léo. Mọi người nghe nói đây là lá cờ đại biểu cho thế lực của Từ Ngạo Thiên sau này đều đi đến tương trợ, không đến một ngày lá cờ đã được hình thành. Lúc này một tên lính từ phía sau chạy lên nói thầm vài câu vào trong tai Lý Phong. Lý Phong nghe xong phất tay để cho hắn lùi lại, tự mình chạy đến bên cạnh Từ Ngạo Thiên khẽ nói: Từ Viên Lãng, từ Bành Thành, Lương Quận phái ra 5.000 quân đang chạy đến Đông Hải tiếp viện rồi. Từ Ngạo Thiên khẽ hỏi: Còn bao lâu nữa thì đến? Lý Phong đáp: Nếu bọn họ một đường chạy không nghỉ, vậy thì 2 ngày sau sẽ đến nơi. Nhưng án theo lịch trình hành quân, bình thường ước chừng phải 3 ngày. 3 ngày ư? Từ Ngạo Thiên vuốt vuốt sống mũi nói: Đủ rồi. Lý Phong liền hỏi:
sắp đến Đông Hải rồi, bọn chúng có thể nửa đường tập kích chúng ta hay không đây? Lãnh Vô Tâm ở sau lưng Từ Ngạo Thiên thay nó trả lời. Không đâu, tướng Tủ Thành là Trương Tâm, em ruột của Trương Động. Người này mặc dù sợ kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, nhưng đã đi theo Trương Động tham gia không ít cuộc chiến, hiểu được một chút về phép dùng binh. Hắn nếu ra khỏi thành tập kích chính là tạo cho cơ hội cho chúng ta phản kích lại, còn không bằng thủ trong thành đợi vài ngày sau viện quân chạy đến, vậy thì chúng ta ngoại trừ đầu hàng không có biện pháp nào khác rồi. Lý Phong gật đầu nói, nếu đổi lại tôi là chủ thành, tôi cũng sẽ thủ chặt trong thành không ra, đợi viện quân đến. Lúc này Từ Ngạo Thiên đột nhiên ha ha cười lớn, Lý Phong và Lãnh Vô Tâm đều kỳ lạ nhìn nó, còn Phương Tử Vũ thì thản nhiên cười. Xem ra chỉ có Phương Tử Vũ mới có thể hiểu rõ Từ Ngạo Thiên đang suy nghĩ cái gì. Từ Ngạo Thiên cười một trận, thấy Lý Phong và Lãnh Vô Tâm trên mặt lộ vẻ nghi hoặc mới cười giải thích. Nếu là tôi nhất định sẽ ra khỏi thành đánh lén. Lý Phong và Lãnh Vô Tâm nghe xong đều cúi đầu tự hỏi. Qua một hồi lâu, Lãnh Vô Tâm mới than thở. Chẳng trách được, ta thua ở trong tay Từ Đương Gia. Suy nghĩ của Từ Đương Gia quả thật là khác xa thường nhân, luôn đi những nước hiểm khiến cho người ta không thể phòng bị. Từ Ngạo Thiên lắc đầu cười nói, đừng gọi tôi là Từ Đương Gia, cái tên này nghe rất quái dị. Quân sư và Lý đại ca cứ gọi tôi là Ngạo Thiên hoặc là Từ huynh đệ là được. Lãnh Vô Tâm lắc đầu nói, không thể, Từ Đương Gia hôm nay dù sao cũng là bá chủ một phương, không thể tùy tiện gọi loạn lên được. Nếu không quân không ra quân, thần không ra thần, liền có đại loạn ngay. Từ Phong gật đầu nói, Lãnh quân sư quả nhiên suy nghĩ chu đáo. Từ huynh đệ, à không, Từ Đương Gia, chúng tôi sau này lấy Đương Gia để gọi người. Từ Ngạo Thiên vào đầu buồn bực nói, nhưng tôi không thích cái xưng hô này. Lãnh Vô Tâm khẽ cười, vậy gọi ngài là chủ công đi. Lý Phong gật đầu khen hay. Dưới sự kiên trì của hai người bọn họ, Từ Ngạo Thiên bị ép buộc đội lên đầu cái danh hiệu chủ công, còn Phương Tử Vũ thì được gọi là Phương chủ công. Đối với điều này, Phương Tử Vũ cũng chẳng thèm có ý kiến gì. Sau khi quyết định danh xưng, Lý Phong lại hỏi, quân sư, ngài nói xem Trương Tâm có nghĩ giống chủ công không, đánh lén chúng ta ở giữa đường, dẫu sao hắn cũng nóng lòng báo thù cho anh hắn. Lãnh Vô Tâm cười nói, không thể, Trương Tâm không phải là chủ công, hắn không dám mạo hiểm, chỉ là cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, xin chủ công cho phép thuộc hạ phái một tiểu đội đi trước dò đường. Từ Ngạo Thiên gật đầu nói, ngài là quân sư, có quyền điều động quân đội, muốn phái bao nhiêu người là cứ phái, tùy ngài. Lãnh Vô Tâm mỉm cười, lập tức phân phó vài tên binh sĩ dẫn theo một số người nữa đi trước thăm dò. Dọc theo đường đi, binh sĩ không ngừng truyền tin tức về. Trương Tâm không có bất kỳ mai phục nào, xem ra quả thật là tính phòng thủ Đông Hải rồi. Trên đường đi, ven đường gặp phải vô số bách tính chạy nạn. Dưới sự phân phó của Từ Ngạo Thiên, lương thực, nước uống được phát cho đám nạn dân này. Trong đám dân chạy nạn, nguyện ý liền thu lưu đi cùng đại quân, không nguyện ý sau khi ăn no liền tự ý rời đi. Chỉ là đám nạn dân này chẳng một ai chịu rời đi, đều muốn cùng với Từ Ngạo Thiên cộng đồng tồn vong. Điều này khiến cho đội ngũ dân chúng ở phía sau tăng lên rất nhiều, đồng thời cũng gia tăng thêm gánh nặng cho đại quân. Đối với tất cả những việc làm của Từ Ngạo Thiên, Lãnh Vô Tâm âm thầm gật đầu tán thưởng. Từ Ngạo Thiên quả thực là người lo cho nước, cho dân. Mặc kệ là nó có dã tâm tranh bá hay không, cho dù nó thực sự có lòng như vậy, chiếu theo biểu hiện nó lấy dân chúng làm đầu, tương lai cũng sẽ trở thành một hoàng đế tốt. Lãnh Vô Tâm không khỏi âm thầm khen bản thân chọn đúng người. Chỉ là nghĩ đến cha mẹ, vợ con, Lãnh Vô Tâm vẫn khó buông bỏ cái tâm kết này. Hành quân cả ngày, đêm xuống đã có thể nhìn thấy Đông Hải thành phía xa xa. Nhìn tòa thành khổng lồ, mọi người đều không kìm được xúc động. Đông Hải là một tòa thành thị vùng duyên hải, ngư nghiệp phát triển. Từ Ngạo Thiên lựa chọn nơi này, thứ nhất là vì Đông Hải thủ quân không nhiều, thứ hai là nhìn chúng ngư nghiệp của vùng này. Có câu nói, gần núi nhờ núi, gần nước nhờ nước. Nơi này nằm sát cạnh biển, tài nguyên vô cùng phong phú. Thêm vào đó, xung quanh đất đai phì nhiêu, chỉ cần dân chúng chăm chỉ làm ăn sẽ không sợ bị đói. Dân chúng được bố trí ổn thỏa ở phía sau, 3.000 binh sĩ dựng trại trước cửa thành Đông Hải. Đêm đã khuya, Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ, Lý Phong và Lãnh Vô Tâm 4 người đứng cùng một chỗ trên gò đất nhỏ, đang thương thảo kế sách công thành. Lãnh Vô Tâm chỉ về phía giàn đuốc đang bập bùng trên đầu tường thành Đông Hải nói,
thượng sách công thành không gì tốt hơn là vây thành khốn địch, đợi đến khi địch quân mệt mỏi, thiếu lương, không cần tốn nhiều công sức liền có thể chiếm thành. Lý Phong cười khổ nói, nhưng chúng ta chỉ có 3.000 quân, không có khả năng vây thành. Cho dù có thể miễn cưỡng vây thành, chúng ta nhất định sẽ hết lương trước một bước. Từ Ngạo Thiên gật đầu trầm giọng nói, còn nữa, viện quân của bọn chúng có thể đến bất cứ lúc nào, chúng ta kéo dài thêm một ngày thì nguy hiểm thêm một phần. Lãnh Vô Tâm tiếp lời nói, cho nên chúng ta phải chiếm được Đông Hải trong vòng 2 ngày, bằng không chỉ có rút lui, suy nghĩ biện pháp khác thôi. Lý Phong lắc đầu cười khổ, trong lịch sử từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trường hợp nào quân công thành ít hơn quân thủ thành. Huống hồ quân thủ thành còn gấp đôi nhân số của quân công thành. Trước hết, không nói đối phương có thành trì vững chắc để thủ, chỉ riêng chiến tranh tiêu hao cũng có thể đem bọn họ chậm rãi mà giết chết. Ngay sau đó, 3 người tiếp tục thương lượng chi tiết một số vấn đề, sau đó đều tự trở về nghỉ ngơi. Ngoại trừ Phương Tử Vũ, từ đầu đến cuối vẫn cô độc đứng một bên không nói một lời. Đợi cho Lý Phong và Lãnh Vô Tâm đi khuất, Từ Ngạo Thiên khoác vai Phương Tử Vũ hỏi, đang nghĩ gì vậy? Phương Tử Vũ khẽ lắc đầu nói, không có gì, sáng mai để đệ ra đánh một trận đầu. Từ Ngạo Thiên gật đầu nói, được rồi, đệ phải cẩn thận. Phương Tử Vũ vòng tay qua vỗ vỗ bả vai nó nói, ý bảo nó cứ yên tâm. Hai người đứng trong đêm tối yên lặng ngắm nhìn tòa cổ thành Đông Hải. Quân sơn trại toàn bộ đóng ở cửa nam, mà Trương Tâm cũng đem đại bộ phận quân lực đều đến đóng ở cửa nam. 3 cửa thành còn lại chỉ lưu lại một ít quân. Trong số dân chúng núp ở hậu phương còn có một số kẻ gan lớn lặng lẽ đi lên phía trước quan sát. Dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ, số người đi lên xem cuộc chiến đấu càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng, hầu như toàn bộ bách tính tụ tập phía sau sơn trại đóng quân, không ngừng hò hét trợ uy cho bọn họ. Dưới sự chỉ điểm của Lãnh Vô Tâm, Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ đã nhìn ra Trương Tâm lúc này đang đứng núp phía sau binh lính. Người này hình dáng so với Trương Động có vẻ phần tương tự, nhưng so với Trương Động lại là người có tính cách hoàn toàn khác, hèn mọn bỉ ổi, vừa nhìn là đã biết là loại người hèn nhát rồi. Từ Ngạo Thiên tay giơ cao, 3.000 sơn trại quân đồng thời gào thét, đẩy xe phá thành, nâng cây thang xông về phía cổng thành và tường thành. Xe phá thành và cây thang đều được làm từ gỗ trong rừng cây ở khe núi trước khi đi đến Đông Hải. Ngoại trừ chúng nó ra, Ngạo Thiên chẳng còn dụng cụ công thành nào khác nữa. Trương Tâm núp sau lưng đám binh lính đang liều mạng la hét. Tên trong thành Đông Hải, xe bắn đá, mũi tên đồng thời bắn về phía quân sơn trại. Nhất thời, quân sơn trại tử thương vô số. Vất vả lắm mới đem cây thang đặt được lên từng thành. Trên từng thành lăn xuống vô số cây gỗ, đá lớn. Quân sơn trại số thương vong tăng vọt. Phương Tử Vũ bàn tay nắm chặt thanh cương đao, là người đầu tiên trèo lên thang. Sau khi tránh thoát khỏi vài khối đá tảng và cây gỗ tung người bay lên tường thành, thấy người là giết, rất nhanh máu nhuộm toàn thân. Nhìn thấy Phương Tử Vũ thành công xông lên tường thành, dân chúng ở hậu phương la hét càng thêm vang dội. Không ít cô nương ánh mắt càng thêm tỏa sáng. Không biết là người nào hét lên một câu Phương Tử Vũ. Trên tường thành đại loạn, lãnh huyết ma vương với thủ đoạn đẫm máu, ai là người chưa từng nghe thấy? Trong đó một bộ phận quân đã từng chính mắt nhìn thấy. Bởi vậy, đối với Phương Tử Vũ, trong lòng đã nảy sinh sợ hãi từ sớm. Ngay lập tức, mỗi người đều không còn lòng dạ nào ham chiến nữa. Trương Tâm thấy vậy, vội vàng quát nạt đám thủ quân tiếp tục bảo vệ từng thành, lại phái ra cận vệ quân toàn lực chặn giết Phương Tử Vũ. Cũng chỉ trong chốc lát này, càng nhiều quân sơn trại xông lên được từng thành. Mục tiêu của Phương Tử Vũ vốn là Trương Tâm, nhưng nó tạm thời bị quân cận vệ quấn lấy, không thể thoát thân. Nhìn Trương Tâm đắc ý ẩn lấp sau lưng đám binh sĩ đứng điều khiển, Phương Tử Vũ nghiến răng căm hận, cánh tay vung lên chém xuống, phàm là những nơi thanh cương đao của nó lia qua, huyết nhục bay tứ tán. Cận vệ quân không giống với binh sĩ bình thường, bọn chúng đều được chọn lựa kỹ càng, là quân đội chuyên dùng để bảo vệ thành chủ. Về thực lực, đám binh sĩ này bình thường càng không thể so sánh. Càng khó có được đó là bọn chúng mỗi tên đều thể chết trung thành với Trương Tâm, đều là những kẻ không sợ chết. Phương Tử Vũ nhất thời cũng không làm gì được. Trương Tâm vẻ mặt đắc ý nhìn Phương Tử Vũ đang bị vây chặn, chỉ cần có thể đánh lui đám quân sơn trại này, đến lúc đó Phương Tử Vũ sẽ trở thành ba ba trong giỏ. Án theo tình hình nhân số thương tổn trước mắt của quân sơn trại, bọn họ lui binh cũng chỉ là việc sớm hay muộn.
Đúng vào lúc Trương Tâm đắc ý, đột nhiên một thanh trường kiếm vô thanh vô tức đâm về phía hắn. Đợi đến khi Trương Tâm phát hiện ra thì thanh trường kiếm đã đâm đến trước mặt. Hắn không khỏi sợ hãi đến toát mồ hôi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hai tên cao thủ vẫn một mực đứng sau lưng Trương Tâm, vội vàng xông lên ngăn đón trường kiếm cho hắn. Kinh hoàng qua đi, Trương Tâm khó nhọc hít thở sâu vài hơi, nhìn chằm chằm dữ tợn vào người mới vừa đánh lén hắn, trầm giọng hỏi: "Từ Ngạo Thiên ư?" Từ Ngạo Thiên khẽ cười, trường kiếm trong tay vẽ ra vài đóa kiếm hoa, đâm về phía hai tên cao thủ. Hai tên cao thủ phản kích lại, nhất thời ba người lâm vào thế giằng co. Trương Tâm ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Từ Ngạo Thiên, đang chuẩn bị phái thêm quân ở phía sau lưng lên trợ giúp hai tên cao thủ đánh chết Từ Ngạo Thiên. Lúc này một tên binh sĩ hốt hoảng chạy đến hô to: "Tướng quân, tướng quân, không xong rồi!" Trương Tâm quát: "Có chuyện gì?" Binh sĩ chạy đến chỉ về phía trong thành nói: "Dân chúng trong thành tạo phản rồi!" Trương Tâm sắc mặt đại biến, hét lên: "Ngươi nói cái gì?" Từ Ngạo Thiên lúc ở khe núi, lương thảo khan hiếm nhưng vẫn thu nạp rất nhiều dân chúng chạy nạn. Nó thà rằng bản thân chịu đói cũng không muốn xua đuổi bách tính. Câu chuyện này sớm đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Vào lúc quân Sơn Trại và quân thủ thành Trương Tâm lâm vào giằng co, dân chúng trong quận Đông Hải nhất lượt tạo phản, muốn đem thành Đông Hải hiến cho Từ Ngạo Thiên. Trong thành, nơi nào cũng có thể nhìn thấy một đám nam nữ, thậm chí cả người già, phụ nữ, trẻ con, tay cầm vũ khí bằng sắt, gậy gỗ hoặc là chổi quát cùng quân thủ thành giằng co. Quân thủ thành có một bộ phận tạm thời được chiêu nạp từ dân chúng trong thành. Bọn họ nhìn thấy thân nhân của mình cũng lần lượt tạo phản, lần lượt cởi bỏ y phục chia giáo về phía thủ thành quân còn lại. Rất nhanh, cửa thành bị dân chúng trong thành mở ra, Sơn Trại quân phấn khởi xông vào. Công thành chiến đã biến thành cuộc chiến đấu trên đường phố. Bên ngoài thành, dân chúng theo Từ Ngạo Thiên đến đây, mắt thấy cửa thành mở ra, từng người một kích động không thôi. Tất cả cùng xông vào thành, gia nhập hàng ngũ, đánh chó rơi xuống nước. Một trận công phòng chiến cho đến lúc này đã không phải lo lắng nữa. Một bên sĩ khí sung thiên, một bên đau khổ chạy trối chết. Thật vất vả mới thoát khỏi truy kích của quân Sơn Trại thì lại gặp phải đám dân chúng khuôn mặt tràn ngập hưng phấn. Kết quả ngay cả khí lực để hoàn thủ cũng không có. Một trận chiến ở Đông Hải, Từ Ngạo Thiên tử thương hơn 800 binh sĩ, còn Trương Tâm bị chém giết ngay tại trận. Thủ thành quân không một kẻ chạy thoát khỏi Đông Hải. Không phải là bị giết ngay tại trận thì cũng là giơ tay đầu hàng. Sau cuộc chiến, Từ Ngạo Thiên thu được gần 3.000 hàng quân của địch nhân. Một tràng công thành chiến lấy ít đánh nhiều, cứ như vậy kết thúc đầy kịch tính. Đêm đó trong thành Đông Hải, đèn đuốc sáng trưng, toàn thành dân quân cười vui suốt đêm, rất náo nhiệt. Trên tường thành, Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ kề vai đứng. Phương Tử Vũ vẻ mặt thản nhiên, mà Từ Ngạo Thiên thì trên mặt tràn đầy vẻ lo âu, bởi vì bọn họ rất nhanh sẽ phải đối mặt với viện quân đến công thành. Đầu năm 30 triều đại nhà Tùy, hai người Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ ở khe núi khai sơn lập trại, thành lập thế lực mới. Nhiều ít lấy ít thắng nhiều, không một lần bại trận, trở thành tiêu điểm chú ý của các phương thế lực khác. Giữa năm 30 triều đại nhà Tùy, Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ lấy 3.000 quân đánh hạ Đông Hải quận và 6.000 quân thủ thành, từ đó trở đi có được thành trì của chính mình. Đồng thời vào lúc này, Từ Viên Lãng phái ra 5.000 quân từ Bành Thành, Lương Quận đến tiếp viện cho Đông Hải. Nhưng Từ Ngạo Thiên đã nhanh hơn một bước chiếm lấy Đông Hải. Viện quân từ Bành Thành, Lương Quận chi viện bất thành, lập tức phản công Đông Hải. Phía sau viện quân không ngừng kéo đến. Hiện tại, quân số tổng cộng đã lên tới 20.000 quân, tầng tầng lớp lớp vây quanh Đông Hải. Mà lúc này quân số có thể chiến đấu ở trong tay Từ Ngạo Thiên chỉ có hơn 2.000 người. Trong thành dân chúng vài vạn, thêm vào đó thôn dân ở những làng xóm xung quanh vì né tránh chiến tranh mà lần lượt chạy đến thành Đông Hải. Đông Hải lúc này đầu đường cuối chợ, nhấp nhô đầu người di động, nạn dân khắp nơi, trong thành dân chúng nhiều vô số kể. Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ, Lãnh Vô Tâm, Lý Phong, bốn người sóng vai đứng bên tường thành. Ngoài thành, tùy quân hàng ngũ chỉnh tề, cờ xí bay ngập trời, nhân số tăng đến 20.000 quân. Từ Ngạo Thiên vò vò đầu nói: "Còn mẹ nó, coi trọng chúng ta như vậy sao, lại có thể điều thêm 2 lần nhân số vậy?" Lãnh Vô Tâm chỉ về phía lá cờ chủ soái có thêu chữ Lăng ở phía xa nói: "Tướng quân dẫn quân lần này chắc hẳn là Lăng Hào."
Từ Ngạo Thiên quay sang hỏi: "Hắn ta là ai vậy?" Lý Phong trả lời thay cho Lãnh Vô Tâm đáp: "Lăng Hào là tên tướng có tài dưới trướng Tử Viên Lãng, người này có dũng có mưu, là một đối thủ khó chơi à?" Lãnh Vô Tâm mỉm cười nói tiếp: "Từ khi Tử Viên Lãng xuất hiện, Lăng Hào vẫn một mực đi theo hắn cho đến nay, là người mà Tử Viên Lãng tín nhiệm nhất. Hắn đã trải qua vô số chiến dịch, trong đó không thiếu những trận đánh nổi tiếng, kinh nghiệm phong phú, chúng ta nên cẩn thận ứng phó thì hơn." Từ Ngạo Thiên vuốt vuốt sống mũi, lầm bầm tự nói: "Không biết có thể thu phục được hắn không?" Lãnh Vô Tâm và Lý Phong hai người ha ha cười lớn. Lãnh Vô Tâm cười nói: "Năm xưa Lăng Hào đắc tội với một tên ác bá địa chủ, tên ác bá đó muốn giết cả nhà hắn cho hả giận, là từ công Tử Viên Lãng đã cứu tính mạng của cả nhà hắn. Từ đó trở đi, Lăng Hào đem tính mạng giao cho Tử Viên Lãng. Nếu Tử Viên Lãng bây giờ muốn hắn chết, hắn tuyệt không nhíu mày đâu. Chủ công muốn thu phục Lăng Hào khả năng là rất thấp." Từ Ngạo Thiên mỉm cười tự giễu, sau đó lại nói: "Người này là một trang hán tử, sau khi chiến thắng trận này, chúng ta có nên thả hắn đi hay không?" Hai người Lãnh Vô Tâm và Lý Phong không nhịn được đều bật cười. Nghe giọng điệu của Từ Ngạo Thiên thì có vẻ như chiến thắng đã được định rồi. Chỉ có điều Từ Ngạo Thiên có thể ở trong tình huống quân vây bốn phía, lửa cháy đến mông mà vẫn có thể giữ cho lòng thoải mái, khiến cho hai người thập phần bội phục. Lại nghĩ đến Từ Ngạo Thiên mỗi lần đều có thể lấy ít thắng nhiều, hóa không thể thành có thể, hai người bất giác đều cảm thấy thoải mái. Ai cũng có thể cam đoan Từ Ngạo Thiên đã sớm có kế hoạch ứng phó, nắm chắc đánh thắng trận chiến được xem như không thể này. Lúc này giọng nói lạnh lùng của Phương Tử Vũ vang lên: "Bọn chúng muốn tấn công rồi." Đại quân của Lăng Hào được đặt trên một gò đất nhỏ, lấy kỵ binh làm chính, khôi giáp quân mang trang bị nặng là phụ. Quân tiên phong do Thuấn Bài binh, Tiễn thủ, Đao phủ thủ và Cộng sự binh hợp thành, trang bị thêm các công cụ phá thành cần phải có như lôi mộc, thang trèo tường, lâu xa. Bên trái phải mỗi cánh quân 3.000 người, giống nhau đều là kỵ binh. Hậu phương của đại quân có hai nhánh quân đội, vừa có thể phòng ngự đường lui, lại vừa có thể làm tiếp binh tiếp viện. Lúc này mặt trời đã lên đến giữa đỉnh đầu, chiếu xuống khắp mặt đất, phản chiếu lên vũ khí lấp lánh rực rỡ, càng tăng thêm không khí sát phạt. Chống trận vang lên, hơn 70 xe bắn tên bắt đầu di chuyển về phía Đông Hải. Sau mỗi xe ẩn nấp hơn 10 tên công thủ, chỉ cần đạt đến cự ly thích hợp, lập tức có thể từ sau tấm lá chắn bằng thép cao 2 trượng bắn tên lên trên tường thành, yểm hộ cho kẻ khác tấn công. Lâu xa bắt đầu được đẩy đi, giống như một tòa tháp cao đi về phía bọn họ. Chiến sĩ trên lâu xa bởi vì chiều cao tương ứng với tường thành, cho nên không chỉ có thể đem cả tường thành bao phủ trong tầm tên bắn. Khi ép sát vào tường thành, chiến sĩ còn có thể trực tiếp nhảy lên tường thành, đánh vào trong thành. Tiếng tù và vang lên, trăm xe bắn đá được vài trăm tên công sự binh đẩy đi, đi sau mà đến trước, vượt qua lâu xa, đuổi kịp phía sau xe bắn tên. Hai vạn quân đồng thời hét lên, chiến mã cuồng hí, khiến cho người trong thành Đông Hải phong vân biến sắc. Công sự binh mang theo thang công thành và Thuấn Bài binh bắt đầu di động, đi theo phía sau chính là lôi mộc chiến xa dùng để phá cửa thành. Lý Phong nhắc nhở nói: "Chủ công đã có thể bắn tên được rồi." Từ Ngạo Thiên lắc đầu nói: "Để bọn chúng đến gần hơn một chút nữa, đá tảng vào mũi tên mới càng có lực." Đợi một lát, khi đại quân Lăng Hào tiến vào tầm bắn tốt nhất, Từ Ngạo Thiên biết thời cơ đã đến, phát tay hét lên: "Ném đá, bắn tên!" Trong tiếng reo hò phân bố dọc theo từng thành dài một dặm, 100 xe bắn đá bắn lên từng cục đá lớn, cùng vô số mũi tên như mưa trút xuống đầu gần một vạn địch nhân. Ngay lập tức xe ngã người đổ thảm thiết đến chí cực. Một trang mới về công phòng chiến lại được mở ra. Tiếng hò hét chém giết đinh tai nhức óc, có một số kẻ gan bé sớm đã bị loại không khí này dọa cho hai chân vô lực. Bởi vì đại quân của Lăng Hào gấp 10 lần số thủ quân của Từ Ngạo Thiên, thiệt thòi bởi số thủ quân quá ít, quân Lăng Hào rất nhanh đột phá được phòng ngự tuyến của thủ quân. Không lâu sau đã triển khai chiến đấu trên tường thành. Dầm, đá vụn bắn ra, một khối đá lớn rơi xuống trên tường thành. Từ Ngạo Thiên quát to: "Bắn tên!" Trên tường cùng lúc phóng ra vài ngàn mũi tên bắn về phía địch nhân đang ùn ùn xông đến. Hai cái lâu xa chạy thẳng đến, xa còn chưa tới, hơn 10 người đã tung người nhảy lên, lăng không phi sang. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ biết cao thủ bên đối phương đã đến rồi,
đồng thời rút đao kiếm, hét lớn một tiếng nhảy lên đầu tường. Đao kiếm trong tay hóa thành một vòng sáng mãnh liệt cuốn về phía địch nhân. Hai kẻ theo đao bay đi, thanh cương đao trong tay Phương Tử Vũ chém trái, lia phải. Hai tên khác vừa mới đạp chân lên tường thành lập tức phun ra máu tươi xuống mặt đất. Nhưng có phải tên địch nhân thành công leo lên trên tường thành, chém giết đám thủ thành binh sĩ tơi bời hoan lá. Từ Ngạo Thiên như cá vọt đến bên cạnh Lý Phong, đang cùng địch nhân giao đấu, trường kiếm trong tay lóe lên như chớp cuốn về phía song đao của tên đại hán đang bổ về phía Lý Phong. Keng! Trường kiếm xuyên qua song đao rồi lập tức rút về. Khi song đao của tên tráng hán nọ rơi xuống đất, trước ngực xuất hiện lỗ máu, thì Từ Ngạo Thiên đã chém về phía một tên địch nhân dùng đao khác. Rắc một tiếng, đại đao của kẻ này bị trường kiếm trong tay Từ Ngạo Thiên chặt đứt như chém vào củi mục, hoảng sợ mà lùi lại. Từ Ngạo Thiên tung ra một cước đá bay tên hán tử đó ra khỏi tường thành. Khi Từ Ngạo Thiên một lần nữa xông ra giữa ba tên địch nhân khác, thì thi thể của tên tráng hán đó mới chạm mặt đất. Điều này có thể thấy được hành động của nó nhanh chóng đến mức nào. Đám thủ thành binh sĩ tinh thần đại chấn, kiếm mâu đồng loạt vung lên, đem vài tên địch nhân còn sót lại ép vào một góc tường thành. Từ Ngạo Thiên giết chóc đến cao hứng, mỗi chiêu đều là chiêu số cùng địch nhân liều mạng, gặp địch là giết. Máu tươi bắn ra, hai người còn lại nhìn thấy tình thế không ổn, vội vàng nhảy xuống khỏi tường thành bỏ chạy trối chết. Từ Ngạo Thiên nhảy lên đầu tường thành, giơ cao kiếm điên cuồng hét lên: "Quân ta tất thắng, Từ Viên Lãng tất bại!" Đám chiến sĩ đồng thanh hưởng ứng, nhất thời trời long đất lở. Trong chốc lát, đao kiếm, kiếm ảnh, huyết nhục bay tứ tán, tình hình chiến đấu vô cùng thê thảm. Khi Lãnh Vô Tâm chỉ huy dân chúng chạy lại tường thành cứu chữa thương binh, quân Đông Hải đã đánh tan đợt sóng tấn công đầu tiên của địch nhân, lưu lại mấy trăm cỗ thi thể, hơn 10 xe chắn tên, lâu xa vô số cung tên và binh khí. Công sự binh do Bách Tính hợp thành không ngừng vận chuyển đá tảng, góc gỗ lên tường thành, bổ sung cho đợt tiêu hao vừa rồi. Trên tường thành, quân dân tấp nập qua lại. Mỗi một đạo mệnh lệnh được Từ Ngạo Thiên phát ra, tướng lĩnh đều tuân theo không hề do dự. Phía quân Lăng Hào chống trận nổi lên, tàn binh mới lui lại. Một đội 5.000 quân khác lại bắt đầu xông về phía tường thành. Điều này khiến cho bọn họ ứng đối không kịp. Từ Ngạo Thiên quay sang nhìn Phương Tử Vũ, cười khổ nói: "Tiêu hao chiến, chúng ta đánh không nổi nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sợ rằng chúng ta chống đỡ không được đến ngày mai đâu. Đệ có biện pháp nào không?" Phương Tử Vũ suy nghĩ một lát rồi nói: "Muốn thắng, cần phải có sĩ khí cường đại." Từ Ngạo Thiên sửng sốt nói: "Sĩ khí cường đại lấy ở đâu bây giờ?" Phương Tử Vũ chỉ về phía lá cờ chủ tướng ở phía xa nói: "Lấy ít đánh nhiều, xông vào chủ tướng, trận địa của bọn chúng." Từ Ngạo Thiên nhíu mày nói: "Quá xa, nếu để bọn chúng cắt đứt đường lui, ngoại trừ huynh đệ chúng ta ra, sợ rằng không một ai có thể sống sót trở về." Phương Tử Vũ nghiêng đầu nhìn nó nói: "Thủ hạ đánh tiếp cũng là chết, không bằng lời một phen." Từ Ngạo Thiên trầm tư một hồi lâu, cắn răng gật đầu, xoay người lại hét lớn: "Thiết huyết kỵ, chuẩn bị xuất thành nghênh địch!" 100 thiết huyết kỵ tập hợp ở cửa thành đợi xuất phát. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ đều cưỡi chiến mã. Từ Ngạo Thiên quét mắt nhìn qua khuôn mặt thành viên của thiết huyết kỵ, lớn tiếng hỏi: "Các ngươi có sợ chết không?" Thiết huyết kỵ đồng thanh hô lớn: "Không sợ." "Đánh rắm!" Từ Ngạo Thiên hét lớn: "Ai mà không sợ chết? Là người đều sẽ phải sợ chết. Ta cũng sợ chết, nhưng phải xem chúng ta chết như thế nào. Bây giờ ta mang theo 100 người các ngươi xông ra ngoài cùng 20.000 quân triển khai cận chiến. Phần lớn trong số chúng ta rất có thể sẽ chết ngay tại chiến trường. Nói cho ta biết chúng ta vì sao phải xông ra ngoài chịu chết đây." Phương Tử Vũ thản nhiên nhìn Từ Ngạo Thiên, trong mắt chợt lóe lên một tia tán thưởng. Hơn 100 tên thiết huyết kỵ cùng đám binh sĩ đang làm việc ở gần đó, dân chúng đều đưa mắt nhìn nhau, không một ai trả lời. Trên đời này có người nào cổ vũ sĩ khí của binh lính trước khi ra trận kiểu như vậy không? Người khác sẽ nói với binh sĩ sẽ không để cho bọn hắn chịu chết, còn Từ Ngạo Thiên thì ngược lại, nói cho bọn hắn biết lần này đi là tìm chết, đến rốt cuộc là để cao sĩ khí hay là chèn ép sĩ khí đây? Đợi một lát, Từ Ngạo Thiên chỉ về phía dân chúng và binh sĩ sớm đã vây kín xung quanh kêu lên: "Các ngươi nhìn đi, nơi này có thân nhân của các ngươi, có đồng đội của các ngươi. Nếu thành này bị phá, bọn họ sẽ thế nào đây? Vài vạn bách tính trong thành sẽ ra sao đây? Nói cho ta biết." Câu cuối cùng "nói cho ta biết"
Từ Ngạo Thiên dường như dùng hết sức lực giống lên, thanh âm cương quyết quanh quẩn bên trong thành. Tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều yên lặng, không một ai dám mở miệng nói chuyện, chỉ có tiếng ngựa thở phì phò không ngừng truyền ra. Từ Ngạo Thiên lại chỉ vào dân chúng ở phụ cận, càng lúc tụ tập lại đó càng nhiều, hô lên: "Chết, có nhẹ tựa Lông Hồng, có nặng tựa Thái Sơn. Nơi này là nhà của chúng ta, mà bọn họ là thân nhân của chúng ta, là bằng hữu của chúng ta. Nếu cái mạng của Từ Ngạo Thiên ta có thể đổi được an toàn của những người này, ta nguyện ý sẽ chết. Chỉ cần có thể bảo vệ được thân nhân của mình, ta chết cũng nhắm mắt. Nói cho ta biết, chúng ta vì sao phải đi tìm chết đây?" Thành viên Thiết Thiết Kỵ đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên một tên trong đó giơ cao binh khí trong tay giống lên: "Tôi muốn bảo vệ thân nhân của tôi." Tiếp sau đó càng lúc càng nhiều người hét lên: "Vì bảo vệ thân nhân, vì bảo vệ quê hương." Đến cuối cùng ngay cả binh sĩ và dân chúng toàn thành đều hét lớn, khẩu hiệu liên tiếp vang lên rung trời chuyển đất. Ngay cả Phương Tử Vũ khuôn mặt lạnh lẽo đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy một loại khí thế trào dâng, máu nóng sôi sùng sục cả lên: "Vì bảo vệ thân nhân, vì bảo vệ quê hương, vì bảo vệ thân nhân, vì bảo vệ quê hương." Mới bắt đầu thanh âm còn có chút rối loạn, dần dần trở nên thống nhất. Đến cuối cùng vài vạn người trong thành Đông Hải đồng thời hô to, thiên địa cũng phải biến sắc. Từ Ngạo Thiên sống mũi cay cay, hốc mắt cũng đã ươn ướt, hít sâu một hơi, giơ cao thanh trường kiếm trong tay hét lớn: "Ta sẽ là người đầu tiên xông vào địch quân, cũng sẽ là người cuối cùng rút lui. Ta không cầu các huynh đệ lập nhiều công lao, chỉ cầu mọi người đoàn kết, tận lực giữ gìn tính mạng của bản thân, vì thân nhân mà chiến đấu." Tất cả mọi người trong thành đồng loạt hét lớn: "Vì thân nhân mà chiến đấu." Từ Ngạo Thiên xoay người lại hét lớn: "Mở công thành, xuất kích." Theo thanh âm đinh tai nhức óc của tiếng cầu treo đổ xuống, Từ Ngạo Thiên cưỡi ngựa dẫn đầu xông ra, Phương Tử Vũ theo sát sau lưng nó, tiếp đó là 100 tên Thiết Huyết Kỵ. Một hàng hơn 100 người cưỡi ngựa lao ra, thấy người là giết. Đội ngũ công thành của địch nhân không nghĩ đến Đông Hải lại dám mở cổng thành, nhất thời hỗn loạn cả lên, bỏ chạy tứ toán. Trên tường thành cầm cái bình đầy dầu hỏa, đem dầu hỏa giữ lên chiến xa công thành của địch nhân, rồi lập tức phóng hỏa đốt càng thêm thanh thế. Chống trận nổi lên, Lăng Hào cười lạnh một tiếng, vung tay lên, tên cầm cờ phía sau lập tức làm động tác với cờ tương ứng. Đại quân nhìn thấy cờ chỉ huy liền mở rộng ở giữa triển khai ngăn cản. Đội ngũ kỵ binh hai cánh từ hai bên trái phải đánh tới tiếp viện, hình thành thế bao vây lấy Thiết Huyết Kỵ, nhất thời tiếng hò rét rung trời. Từ Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, một người một ngựa dẫn đầu xông giữa đại quân. Phương Tử Vũ và Thiết Huyết Kỵ theo sát sau lưng nó, nối đuôi xông vào. Thiết Huyết Kỵ như mũi kiếm nhọn đâm vào địch quân, thế không thể nào cản nổi. Chiến trường huyết chiến không phải là luận bàn võ công bình thường, Từ Ngạo Thiên vô cùng hiểu rõ cái đạo lý này. Cũng biết rằng ở trên chiến trường, cho dù ngươi võ công thông thiên, chỉ cần không chú ý để rơi vào biển người, cũng sẽ bị cho làm mệt mà chết. Đội quân hai bên cánh của Lăng Hào đã khép lại, hình thành vô số vòng tròn, đem Từ Hạo Thiên, Phương Tử Vũ và 100 Thiết Huyết Kỵ vây vào giữa. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản là nhìn không thấy thân ảnh của Thiết Huyết Kỵ, một mảnh đen thui đều là nhân mã quân Lăng Hào. Từ Ngạo Thiên hiểu rằng tính mạng của Thiết Huyết Kỵ tất cả đều nằm trong tay mình. Một khi nó không thể thành công dẫn Thiết Huyết Kỵ đập phá đi ra, kết quả cuối cùng chỉ là chết không toàn thây. Lúc này Từ Ngạo Thiên đã không còn tác phong nhân từ nương tay, từng chiêu liều mạng, mỗi kiếm đâm ra sẽ có một kẻ hét lên rồi đổ xuống. Phương Tử Vũ hành động càng thêm tự nhiên lưu sướng, không biết từ khi nào đoạt được một thanh trường kiếm trong tay địch nhân, hai tay đao kiếm hợp nhất, tiên thiên chân khí thấu qua thân thể bắn ra. Bất cứ kẻ nào đứng gần nó trong vòng bán kính 3 bước toàn bộ bị chém thành từng khúc như cắt đậu hũ vậy. Thiết Huyết Kỵ theo sát phía sau hai người, mỗi người đều đang liều mạng. Mặc dù mỗi người bọn họ đều là tinh anh được Từ Ngạo Thiên lựa chọn kỹ càng, tự tay huấn luyện ra, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, binh khí của địch quân từ bốn phương tám hướng đâm tới, có thể ngăn được đằng trước thì không ngăn được mặt sau. Thiết Huyết Kỵ đã hơn một nửa nhân số chết ngay tại trận. Hơn nữa mỗi một người chết đi khuôn mặt đều không toàn vẹn, toàn thân trên dưới không một chỗ nào hoàn hảo cả. Nhìn thấy chiến hữu từng người một ngã xuống trước mặt mình, Từ Ngạo Thiên đã chém giết đến đỏ mắt. Một thanh trường mâu từ bên trái lén đâm tới, nó nghiêng người né tránh phần yếu hại, trường mâu xoẹt qua bụng nó, lưu lại một vết máu dài, kéo xuống một mảnh y phục,
Từ Ngạo Thiên nắm lấy trường mâu, một kiếm chém xuống đầu lâu của tên lính cầm trường mâu, lại đem trường mâu trong tay lém ra, ngay lập tức xuyên qua ba người. Từ Ngạo Thiên trường kiếm vung lên quát to: "Giết!" Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 12 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy đón xem diễn biến câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.